Và bản tin trái phiếu của công ty chứng khoán Bảo Việt BVSC vừa cập nhật cho biết lãi suất liên ngân hàng tuần qua tiếp tục xu hướng tăng mạnh, đạt mức cao nhất trong vòng 10 tháng trở lại đây ở cả 3 loại kỳ hạn. Theo BVSC, lãi suất trung bình kỳ hạn qua đêm tăng 1,25%, đạt mức 5,1% một năm, kỳ hạn một tuần tăng 1,17%, lên mức 5,11% một năm, trong khi lãi suất kỳ hạn 2 tuần tăng 0,95%, đạt mức 5,07% một năm. Theo Ngân hàng Nhà nước, tăng trưởng tín dụng tính đến hết tháng 11 năm 2016 đạt mức 15,8%, trong khi tăng trưởng huy động là 15,2%. Việc tín dụng tăng tốc mạnh trong tháng vừa qua là diễn biến không bất ngờ do nhu cầu vay vốn trong nền kinh tế thường tăng cao vào dịp cuối năm. Điều này đã khiến cho thanh khoản hệ thống ngân hàng bớt dư thừa hơn so với thời điểm quý 3 qua đó trực tiếp đẩy lãi suất liên ngân hàng lên một mặt bằng mới. Mặc dù ngân hàng nhà nước đã ngừng phát hành tín phiếu ở tất cả các loại kỳ hạn, nhưng lượng vốn đáo hạn qua kênh này trong tuần vừa qua vẫn đạt 2.590 tỷ đồng. Diễn biến cho thấy thanh khoản hệ thống ngân hàng trong thời điểm hiện tại đã không còn dư thừa nhiều như trong quý 3 vừa qua, BFVC nhận định.